Unisoft xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn 4 cái màu mới của UI 851. Mẫu 3/4 một kính default. Đây là mẫu 3/4 rất là gọn nhẹ nha các bạn. Và đây là 4 cái màu mới nhất vừa được cập bến 2020. Đầu tiên là mình sẽ giới thiệu hai cái màu này trước cho các bạn xem nha. Đây là màu xám phối với lại xanh chuối, và đây là màu xám phối với lại xanh dương. Thì cái hoa văn nó giống như camo nha các bạn, nhìn giống như camo, nhìn nó cũng giống giống như những cái đám mây á, cái hình nó nhìn hơi trừu tượng, nhưng mình thì thấy hai cái màu này rất là đẹp và mình thích cái màu này hơn, cái màu xanh chuối hơn màu xanh dương. Màu xanh dương thì các bạn nào thích đi trùng xe, màu xanh dương có rất nhiều xe nó trùng với màu này thì các bạn có thể đi chọn màu này. Và cái màu này đặc biệt cái này về nó có thêm size S nha các bạn. Nó có size S, M, L và XL. Nó phù hợp cho cả nam và nữ luôn. Nam nữ thì mình sẽ đi khác ở cái size thôi. Còn cái form nón thì nó gần giống như nhau. Và cái ưu điểm của cái nón này rất là nhẹ và gọn. Cái nón này các bạn sử dụng hàng ngày để đi trong nội thành, hoặc là các bạn có thể đi tour với tốc độ vừa phải thì vẫn có thể đổi được cái nón 3/4 này. Và nón này nón một kính nha các bạn, và cái kính mặc định là theo và kính mặc định theo nón là kính trắng. Mình có thể thay qua kính đen hoặc là kính gương. Shop có tắt. Và mẫu 3/4 UI 851 này có giá bán là 1.000.000 đồng nha các bạn. Giá bán mẫu 3/4 UI 851 này có giá bán thì biết là 1.000.000 đồng nha các bạn, và được bảo hành chính hãng 3 năm để khi các bạn mua tại UI Shop. Và cái kính mặc định theo nón á, là kính trắng nha các bạn, kính trắng trong suốt. Nếu như các bạn đi nắng nhiều á thì các bạn có thể thay qua kính trắng gương hoặc là kính đen này. Là kính mặc định theo nón và còn là kính trắng. Cái này là phụ kiện bán kèm. Thì bên mình có đầy đủ kính màu cho các bạn nếu có nhu cầu thay thế. Và hai màu này các bạn thấy đẹp hay xấu á, các bạn có thể cho mình xin ý kiến ở bên dưới nha, bên dưới phần nhận xét. Rồi mình sẽ giới thiệu tiếp hai cái màu còn lại. Đây là hai cái màu này rất là dễ chung nha các bạn. Đây là hai màu UI 851. Được thiết kế cái hoa văn nó giống nhau nhưng mà nó phối màu khác tí xíu ở cái phần nền. Thì cái này là cái nền màu trắng, đây là cái nền màu đen. Còn cái hoa văn thì nó giống nhau hoàn toàn. Thì mình vẫn có thể đi nón cặp nha các bạn. Nữ thì mình có thể đi màu trắng, còn nam có thể đi màu đen. Và cái hai cái lỗ kính này là hai kính chống nắng hết. Cái tác dụng nó gần giống như nhau, thì nó chủ yếu là chống nắng thôi. Kính trắng gương này nó chống nắng tốt hơn nhưng mà nó dễ chạy hơn. Mẫu 3/4 này các bạn có thể sử dụng hàng ngày rất là nhỏ gọn, có thể bỏ vừa cốp xe, có thể bỏ vừa các cốp xe tay ga nha các bạn. Nó rất là gọn và cái trọng lượng nó rất là nhẹ nữa. Và cái lót này mình có thể tháo ra giặt được hết. Đây là các bạn thấy hai cái màu này thấy có đẹp không các bạn? Mình thấy thì cái màu này thì nó thích hợp cho những cái bạn trẻ hơn. Cái màu hoa văn này nó rất là trẻ trung. Còn những người lớn tuổi giống như mình đó thì đi cái màu này không có hợp lắm. Màu này dành cho các bạn trẻ thôi. Và giá bán của hai mẫu này cũng là 1.000.000 nha các bạn, giá bán không thay đổi. Chỉ có cái màu mới thôi, còn lại là nó giống nhau hoàn toàn như mẫu cũ. Từ phụ kiện cho đến giá bán không có gì thay đổi hết. Và cái clip này mình sẽ giới thiệu ngắn thôi. Còn các phần mô tả chi tiết thì những cái clip trước mình đã làm về cái phần về cái mẫu UI 851 này rồi. Nếu bạn nào chưa xem thì bấm lại xem nha. Các bạn vào kênh UI Shop, các bạn bấm UI 851 và nó sẽ ra cái clip trước mình có review tất cả các màu của UI 851 bên mình có. Và bên mình có và mình vẫn hỗ trợ giao hàng miễn phí toàn quốc cho anh em, thu tiền tận nhà, không cần chuyển khoản trước. Các bạn nhận hàng kiểm tra hàng đúng mẫu mã đúng sai thì các bạn thanh toán, còn nếu không đúng thì các bạn có quyền không nhận hàng. Và bên mình hỗ trợ đổi hàng, đổi trả hàng khi các bạn đổi không vừa nha. Bên mình hỗ trợ đổi sai, nếu như các bạn đổi không vừa thì mình vẫn đổi sai cho các bạn hoàn toàn miễn phí nha các bạn. Các bạn ở xa có đặt hàng thì cứ yên tâm đi nha, mình gửi hàng rất là nhiều và kinh nghiệm đóng hàng cũng như chọn sai thì mình cũng có kinh nghiệm rất là nhiều. Nếu các bạn có nhu cầu đặt hàng thì có thể bấm vào cái phần mô tả ở bên dưới. Mình có để số điện thoại hotline của shop và link của fanpage.
và website thì các bạn có thể đặt hàng ở đó hoặc là gọi trực tiếp cho shop. Nếu các bạn thấy clip mình hay nhớ đăng ký kênh của Yuhi Shop để ủng hộ tinh thần của mình nha. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.